Anh em thân mến, thì như mình vừa phân tích cái đồ thị RRG đấy. Đây cái đồ thị RRG đây thì đã tìm ra là 8 mã. Lúc nãy là 9 nhá, bây giờ là 8 nhé. 8 mã thì trong đó là có 4 mã chứng khoán bao gồm là BVS này, CTS này, STS này, VSI. Thì cái mã 4 mã chứng khoán đúng không? Một mã HV là đầu tư công này. SGP là cảng biển này, PVS là dầu khí, TIG với PVS thì gần như là một rồi. Thì trong đó là có 2 mã là BVS và TIG có khả năng gần đây là tới đây sẽ mua được. Tuy nhiên theo cái biểu đồ này ấy, thì có khoảng độ 4 phiên nữa thì chúng ta mới mua được BVS, bởi vì lúc đó thì BVS mới ra vào giai đoạn tích lũy, như vậy nó còn giảm tiếp đúng không? Thì hôm trước là cái BVS nó có một cái điều dở trong cái biểu đồ của nó mà chúng ta biết chắc chắn là phiên hôm sau nó sẽ giảm. Đó là một cây nến đây các bạn nhìn này. Đây nha, BVS đây. Là cây nến Falling Star nha, với khối lượng cực cao luôn. Này chứng tỏ là trong thời gian vừa qua ấy, thì cái giai đoạn mà nó phân phối ấy, nó kéo dài giai đoạn tích lũy nhá, thì là từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3 nó tích lũy trong vòng hơn 1 tháng, 1 tháng rưỡi, thì sau đó là bắt đầu là nó tích lũy trở lại, nó tăng lên và tích lũy trở lại cho đến tận ngày 5 tháng 5 lên cái nền giá mới. Thế thì sau đó là cái giai đoạn phân phối, đối với mình là nó cái giai đoạn phân phối là đến tận từ ngày mùng 8 tháng 5 cho đến tận ngày hôm 16 tháng 6 hôm vừa rồi. Thì tuy nhiên thì theo mình đối với cái nến này nó tiếp tục diễn ra thì nó còn tiếp tục phân phối nữa. Đúng không? Và khả năng ấy là nếu như theo cái biểu đồ này đi. Đúng không? Biểu đồ này á thì khả năng nó sẽ chạm về cái vùng Bollinger Band dưới, tức là 22.46, tức là những phiên tiếp theo nó sẽ giảm chậm chậm từ từ. Đúng không nào? Còn theo cái biểu đồ này. Đây. Biểu đồ về MACD thì nó cũng sẽ giảm nhẹ thôi, đúng không nào? Khả năng là sẽ giảm về BVS rồi. BVS này. Đấy, khả năng nó giảm về đúng cái mức là 22.67. Nó tức là giảm từ từ đấy. Đó. Thì sau đó mới tăng lên được, đúng không nào? Còn theo cái biểu đồ này thì cũng vậy đúng không? Đây là biểu đồ hồi quy tuyến tính kết hợp với lại các cái cây nến này. Đúng không? Cho chúng ta sẽ tự động nhận dạng các cây nến, đúng không nào? Thì BVS đây. BVS là có cái nến là SCE. Đây chúng ta biết là cái nến SCE nó là cái cây gì nhá. SCE là sell condition exist, tức là cái cây nến bán. Và đây là nó là cây nến Falling Star chúng ta biết rồi đúng không? Và long upper shadow, tức là cái nến với cái bóng nến ở phía trên rất là cao. Upper shadow rất cao. Đấy. Và theo phương pháp PPA thì nó đang vào cái vùng vùng giảm giá rồi. Tức là mình cho rằng đây là vùng phân phối, tuy nhiên là do cái điều kiện thị trường. Đúng không? Tổng thể thị trường cho nên là cái thị trường nó sẽ không giảm nhiều do sự hỗ trợ tích cực từ các cái tin tức vĩ mô. Thế cho nên khả năng là khoảng vài phiên nữa thì nó rơi về 26 chấm 22.607 nó mới lại lên tiếp. Còn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì cùng lắm là nó sẽ về 20.875. Thế cho nên tại cái mức này chúng ta chỉ mua vào một cái lượng vừa vừa, ví dụ 10% tài khoản này ạ. Đúng không nào? Nhưng mà bởi vì ở đây chúng ta được Bollinger Band đỡ rồi. Đấy, cho nên là chúng ta cũng không không lo lắng lắm, nó giảm nhiều các bạn nhé. Về VN Index thì mình có dự kiến là VN Index sẽ chỉnh về, lần này sẽ chỉnh về là 1076 đấy, hoặc là 1080, còn mức này 1100, 1100, 1090 và 1080, thì cái khả năng về 1080 là mình cho rằng nó sẽ vừa đủ để mà tạo ra được một cái điểm mua mới phù hợp. Lúc nào anh em ạ? Đây đây là mình nói qua như nhé, cái video này không phải để khoe gì cả nhé, mà cái video này là để chúng ta phân tích cùng với nhau để mà đưa ra một cái nhận định là sau này chúng ta sẽ mua như nào. Mà nếu VN Index về cái mức này nó thì tất nhiên các mã khác nó sẽ giảm theo, nhưng mà riêng BVS thì mình cho rằng nó sẽ không giảm quá sâu. Ví dụ lần trước nó chỉ giảm khoảng từ 20 về 18 là 2 điểm đúng không? Và lần này thì nó sẽ giảm từ khoảng độ 23 về khoảng 22 thôi, đúng không? Hoặc là cùng lắm là 21 thôi, tức là chỉ có hai mức này thôi.
Bởi vì nó vẫn đang trong số uptrend mà. Thì muốn biết như vậy chúng ta vẽ một cái đường này thôi. Đúng không? Thì khả năng nó cũng không giảm xuống này. Còn nếu mà nó cắt qua đường này ấy, thì chúng ta phải bán. Đúng không? Và chúng ta về đây chúng ta mua. Còn nếu nó cắt qua cái đường hồi quy này nữa thì coi như là downtrend rồi, không tính. Đúng không? Mà downtrend là rất là khó xảy ra. Đúng không? Bởi vì hiện nay là Việt Nam đang giảm lãi suất mà. Ok anh em nhé.